Tôi là luật sư di trú, vi phạm Hawk. Tôi biết rằng bà con rất là muốn ở Mỹ và mộng là đi Hoa Kỳ. Một cái điều là quan trọng nhất là bà con phải kiếm một người mà bà con tin tưởng để hướng dẫn bà con. Vì tại sao tôi đã hiểu điều này? Tại vì tôi đã xảy ra rồi. Luật sư Vi làm từ đầu đến cuối luôn thì mình thấy rất là nể cái cách làm việc của luật sư Vi. Chúng tôi chuyên môn về đầu tư EB-5, bảo lãnh gia đình, học sinh visa với là visa lao động. Bà con đừng có lo, tại vì văn phòng sẽ giúp bà con từ đầu cho tới khi nào bà con có cái visa thì thôi. Thì giúp từ đầu đến cuối, nếu có trục trặc, có trở ngại, có bất cứ cái vấn đề gì, cứ quay trở lại. Bà gọi hờ thì lúc nào cũng được hết. Vì vậy mà bà con nên gọi tôi ở 619-997-7493 để cho tham khảo miễn phí.